Tập 39. Kế hoạch lần trước chị đưa tôi đã xem rồi. Sau khi sửa lại, tôi sẽ gửi chị ngay. Vậy là lần sau trước buổi họp thì chuẩn bị báo cáo trước. Dạ, giám đốc. Đi trước đi. Quản lý Bạch, có chuyện gì sao? Cô ở đây à? Tôi đi khắp nơi tìm cô. 5 phút trước tôi vừa đuổi việc Châu Lâm Lâm. Cô ta làm giả CV, vi phạm quy định của công ty. Giờ cô đang ngang cấp với tôi. Châu Lâm Lâm là người của cô. Cô đuổi việc ai không cần phải báo cáo với tôi? Không đúng chứ. Rõ ràng cô ta là người của quản lý Bạch mà. Tôi nên báo một tiếng với cô thì hơn. Cô là có ý gì? Tiêu Khải đi rồi, giám đốc mới còn chưa đến. Bây giờ ba ra như rắn mất đầu. Phòng thị trường chúng ta nên đoàn kết lại, dành thêm nhiều lợi ích. Nếu có ai giở trò sau lưng, tôi sẽ không bao giờ tha cho người đó. Triệu Giai Ni, cô có gì cứ nói thẳng ra. Đúng, là tôi bảo cho Lâm Lâm báo lại nhất cử nhất động của cô cho tôi. Cũng chính tôi đã mách chồng của cô. Vậy thì đã sao? Có giỏi đừng để tôi nắm được thốt. Tốt nhất là cô cũng đừng để tôi nắm được thốt. Từ hôm nay cô phải cẩn thận đó. Cô đe dọa tôi sao? Bạch Khiết này đi làm bao nhiêu năm, có thủ đoạn nào mà tôi chưa thấy? Tôi lại sợ cô sao? Cô không cần sợ tôi. Công kích đời sống cá nhân người khác, thủ đoạn này quá đê hèn. Tôi không làm được. Tôi chỉ đề xuất ý kiến lên bộ phận nhân sự thôi. Tiếp theo có lẽ họ sẽ gọi cô đến uống trà, nói chuyện đó. Nhưng bà yên tâm, hợp tác giữa cô và bên B trước giờ đều đàng hoàng, sẽ vượt qua điều tra thôi. Tôi chúc cô may mắn. Chuyện gì vậy chứ? Bọn sao chép không được chết yên. Là như vậy sếp, Tiểu Tài dẫn dắt Cao Tuyền là phỏng vấn nhân vật. Kết quả không nói gì với bên phía Châu Hạo mà cầm đi dùng luôn. Thế nào là không nói gì? Nói thì được quyền dùng sao? Họ có ý thức nào là bản quyền không? Trang web của họ đã vi phạm quyền tác giả của tôi và Tiểu Tạ. Tôi muốn họ công khai xin lỗi tôi. Bà cô, người ta trả cô gấp 3 lần tiền bản thảo rồi, cô còn muốn như thế nào? Vừa phải thôi. Ai thèm lấy mấy đồng tiền bẩn của họ? Vấn đề không phải là tiền. Anh không giải quyết được thì đừng tham gia vào. Chú ý thái độ của mình đi. Anh ấy dù sao cũng là lãnh đạo của em. Chuyện của em là do anh ấy quản lý. Em muốn anh quản lý. Nếu ai cũng như em thì sao làm việc được? Được rồi, ra ngoài đi. Anh sẽ xử lý. Đi đi. Sếp, tôi không quản nổi Cao Tuyền. Cô ta còn thực tập tới khi nào nữa? Trẻ con ấy mà, cho con bé thêm chút thời gian. Thông cảm cho nó đi, cậu làm được mà. Châu Hạo sao chép đúng là đã sai. Nhưng vừa nhắc đến, người ta cũng xem như biết sai rồi. Còn nói sẽ bù lại tiền phí bản thảo, trả Cao gấp 3 lần. Tôi thấy như vậy cũng được, nhưng bà Cao Tuyền thì không được. Cứ nhất định lời đàm căng lên. Anh còn không hiểu con bé. Nó không phải vì tiền mà là vì giận. Nhưng nghĩ là cũng đúng. Dứt giả viết ra cả một bản thảo, kết quả bị người ta đem đi dùng, cậu có cam tâm không? Nếu như vậy sau này còn ai muốn làm nữa? Sếp à, vậy anh định như thế nào? Lát nữa cứ làm theo lời tôi nói. Sếp à, có được không? Cậu hỏi tôi sao? Không thử sao biết được. Mời đi bên này. Sếp Châu, chủ biên Du đã đến. Sếp, chủ biên Du gì nữa? Phải là tổng biên tập Du.
Sai một ly đi 1000 dặm. Tổng biên tập Du, lại đây ngồi đi. Sếp đừng trêu tôi nữa. Chi Diễn, cậu đang là tổng biên tập trẻ nhất trong lịch sử của tập đoàn truyền thông K rồi. Bây giờ tôi có thể tự hào nói rằng, thấy chưa, cậu đó là do tôi dẫn dắt. Cậu làm tôi nở mày nở mặt. Cậu không phải do sếp dạy tốt sao? Tiểu Trương, tôi nghe nói cậu đang tiếp quản vị trí của Chí Diễn, thành chủ biên của Mr. K rồi. Phải, anh Du coi trọng tôi nên mới để tôi tiếp quản. Được rồi, chúng ta không phải người ngoài, không cần nói lời khách sáo. Hai cậu bận như vậy tìm tôi có việc gì? Sếp Châu, vẫn là gì phỏng vấn nhân vật lần trước. Anh xem, do Đại Lạc bên tòa soạn tôi viết. Hôm qua, tạp chí chúng tôi vừa xuất bản. Hôm nay, tôi xem trang web của các anh đã thấy đăng lên. Anh xem, chuyện này... Tôi còn tưởng là chuyện lớn gì. Vì chuyện này mà hai cậu tới tận đây sao? Thì chẳng, tôi nói với họ rồi. Là sếp đã đồng ý trả gấp 3 lần bản thảo. Các anh còn muốn thế nào nữa? Tôi thì không có ý kiến gì. Nhưng mà biên tập trẻ bên tôi hơi nóng tính. Họ mong sếp Châu hãy cho một lời giải thích. Lần đầu tôi làm sếp nên cũng không có cách nào khác. Tôi đành phải ra mặt thay họ. Muốn có lời giải thích cũng dễ hiểu thôi. Hay là như vậy, tôi đã chú thích tên của tác giả bên cậu trên trang bìa rồi. Bây giờ biên tập viết bản thảo quả thực không dễ dàng gì. Người ta muốn nổi tiếng, muốn đề tên cũng là phải thôi. Đã được chưa? Trương Dĩ, như vậy đã được chưa? Chưa được. Chúng tôi mong sếp Châu đăng bài đính chính xin lỗi trên trang bìa. Cậu xem chuyện này có phải chê ít tiền không? Là chê ít tiền quá sao? 20.000 chưa đủ à? Như vậy đi, tôi trả thêm 20.000 nữa. Cậu xem đã đủ chưa? Vấn đề không phải là tiền. Xóa bài, ngoài ra đăng bài đính chính. Sếp à, xóa bài đăng bài đính chính là lời của họ. Chí Diễn, cậu phải quản lý cấp dưới của mình đi chứ. Sao bây giờ người dưới lại còn cưỡi lên cả đầu cậu vậy? Sếp à, tôi nói anh nghe. Bây giờ tôi làm lãnh đạo mới hiểu thế nào là khổ. Anh biết không, với tên biên tập đó ai cũng có lý tưởng riêng. Tiền không mua nổi lý tưởng của họ, càng không mua được lòng tự trọng của họ. Vừa nãy cả đám người bọn họ đến văn phòng uy hiếp tôi, đòi từ chức hết. Nếu là nói sếp không xin lỗi thì họ không làm nữa. Sếp nói tôi phải làm sao bây giờ? Bây giờ tập đoàn đang thiếu người. Nếu bọn họ bỏ làm thật thì tôi biết ăn nói làm sao? Họ còn muốn mời luật sư giải quyết vấn đề này. Cũng may mà tôi ngăn lại. Vì vậy sếp à, đám người tầng dưới đang nhìn tôi. Anh phải nể mặt tôi mới được. Giỏi thật, còn đòi kiện sao? Du Chí Diễn, cậu đang đe dọa tôi chứ gì? Tôi nào dám đe dọa sếp. Tôi thật lòng mong anh giúp đỡ tôi. Du Chí Diễn, tôi nói cậu nghe, cậu đừng bắt chẹt tôi quá. Sếp à, anh cũng vậy. Lát nữa chúng tôi còn cuộc họp, chúng tôi đi trước đây. Sếp à, cái cần nói tôi đã nói hết. Mong anh hiểu cho chỗ khó của tôi. Đi đi, không tiễn. Tôi đi đây. Sếp Châu, tổng biên tập gì đó ngoan cố quá vậy. Chuyện này là do Du Chí Diễn chỉ đạo. Tôi còn không hiểu con người cậu ấy sao?
vì nguyên tắc có thể từ bỏ tất cả. Bảo tôi xin lỗi có khác nào tát vào mặt tôi chứ? Lỡ họ làm căng lên kiện mình thật thì làm sao? Dù sao chúng ta mới là người đối lý. Thằng nhãi này. Chú ống kính đơn, họ rút bài rồi, cậu xin lỗi em nữa. Đừng nhìn anh, không phải anh làm đâu. Cảm ơn lãnh đạo của em đi. Cảm ơn nhé. Đừng chạy linh tinh, căn nhà này được đó, mời bà thông gia. Căn nhà này được quá ấy chứ, đẹp quá đúng không? Đèn chùm cũng rất đẹp. Đúng vậy, tôi nói anh nghe, hai phòng hướng nam, một phòng hướng bắc. Phải rồi bà thông gia, bọn trẻ còn để cho bà và lão Cố một phòng riêng nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Không cần, bọn tôi không cần, để lại cho Hiên Hiên đi. Thằng bé lớn cũng cần có phòng riêng. Rảnh cứ đến đây chơi, ở lại một hai ngày có gì đâu. Đúng vậy. Chị dâu, nhà này bao nhiêu tiền vậy? Không biết, bọn trẻ không nói tôi cũng không hỏi. Không giống chị dâu chút nào. Trước kia chị coi trọng tiền hơn mọi thứ, bây giờ lại không hỏi. Đúng là tiến bộ rồi, phải không anh? Thay đổi rồi. Đúng, thay đổi rồi. Tôi hỏi làm gì? Thấy đắt có khi làm tôi khó chịu hơn ấy chứ. Chúng có tiền cứ để chúng mua thôi, tôi không can thiệp. Bây giờ tôi phụ chúng một tay, làm công tác hậu cần cho chúng, trông con cho chúng. Những chuyện khác không phải bận tâm. Cô xem đúng là thay đổi thật rồi. Vậy mới đúng chứ. Bà thông gia, vợ chồng ông vất vả cả đời cũng nên hưởng phúc đi. Đúng vậy. Phải rồi, tôi đưa ông bà đi tham quan nhà bếp. Mấy đồ nấu nướng bây giờ cao cấp lắm. Được, đi nào. Đi, chúng ta đi xem nào. Hi hi, đi xem đồ mới. Nào, mời bà đi trước. Bà thích nấu cơm, hôm nay bà trổ tài đi. Chị là có ý gì vậy? Cho em hết đó. Cho em hết. Miễn phí à? Chị bỏ đi hết à? Chị có thể nhận tiền em có trả không? Đừng hòng. Đống này cộng lại không ít tiền đâu. Bây giờ chị không dùng đến nữa. Mỗi sáng thức dậy phải hầu hạ Đa Đa đến trường mẫu giáo. Đưa nó xong chị phải về chuẩn bị cơm. Còn phải đi siêu thị mua đồ. Thoáng một cái lại đến buổi chiều lại phải đi đón Đa Đa. Về nhà còn phải làm bài tập cùng với nó. Chị không có thời gian mà dùng nữa kìa. Không như em bây giờ phải đi tiếp khách nhiều. Chị thấy cho em luôn đi. Để chỗ chị cũng lãng phí. Hời cho em quá còn gì. Sau này chị không định đi làm nữa sao? Còn đi làm gì chứ? Chị nói em nghe, bây giờ chị còn mệt hơn cả lúc đi làm. Hàng tuần ngoài đi học, Đa Đa còn tham gia lớp năng khiếu, hát múa rồi thư pháp tiếng Anh, còn cả lớp cờ vây nữa. Hàng ngày nó học ở trong, chị phải ngồi ngoài lắng nghe, bây giờ không dám đi đâu cả. Đúng là mệt chết được. Cô đang rảnh mà, chị bảo cô đi cùng con bé. Em đừng có đùa, những lớp năng khiếu này phải học trước xong về phải ôn tập lại. Mẹ chị làm sao mà kham được, hỏng hết cả việc. Học lớp năng khiếu thôi mà, có gì mà học với chả ôn. Cái này thì em không hiểu rồi, tuy nói là lớp năng khiếu, nhưng còn quan trọng hơn học lớp mầm non. Sau này đi thi tiểu học còn dùng đến đó. Học tiểu học thì thi cử gì? Tất nhiên là có thi rồi. Em không biết thật hay giả giờ không biết vậy. Bọn trẻ thời nay muốn vào học trường công lập tốt là phải biết tiếng Anh cơ bản, còn phải biết trên 800 chữ Hán, phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100, phải thật thành thạo. Đây mới là cơ bản thôi đó, rồi còn phải thi năng khiếu. Chẳng hạn có biết nhạc cụ nào không? Biết một năng khiếu chưa đủ, ít nhất phải 2-3 cái. Hơi quá rồi. Như chị nói thì những đứa trẻ không biết những cái đó thì không đi học tiểu học được sao? Em không tin đâu. Học được chứ, nhưng mà không được vào những trường trọng điểm. Chị hỏi em cũng là một người mẹ. Em có nỡ lòng để con mình thua ở vạch đích không?
Bọn trẻ còn nhỏ như vậy đã phải đấu đá nhau, thực sự quá mệt mỏi. Chị nói em nghe, bây giờ không chỉ có bọn nhỏ đấu đá mà là cả gia đình, nhưng quan trọng nhất là sức lực. Em có thể toàn tâm toàn ý bồi dưỡng nó không? Em có phải tận tâm, em biết không? Bây giờ có mình chị nên cạn kiệt sức lực, lực bất tòng tâm. Em phát hiện từ khi chị quay lại với anh rể em, chị đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia là hoa khôi xinh đẹp, bây giờ biến thành bà mẹ máu gà. Mẹ máu gà. Chị thích cái tên này, rất hợp với chị. Nhưng chị nói em nghe, chị đúng là bất đắc dĩ. Còn em thì sao? Chuyện Hiên Hiên đi học em chuẩn bị đến đâu rồi? Trời ạ, à, chị đừng hỏi em chuyện đó. Bây giờ em mù tịt chẳng biết gì. Tại em, công việc của em bận quá, không còn thời gian chăm lo cho nó nữa, không nghĩ gì đến chuyện này. Vậy sao được? Hiên Hiên đi học là chuyện lớn. Như vậy đi, lúc chị đi tìm trường cho Đa Đa, cũng tìm cho Hiên Hiên nhà em luôn, rồi chị trao đổi chia sẻ với em được không? Triệu Thù Địch, em yêu chị lắm luôn đó. Triệu Gia Đi, đời này không có chị em phải làm sao? Chị thấy đúng là kiếp trước chị mắc nợ em rồi, thật đó. Trời ạ, à, phong thủy nhà này tốt thật. Ai chọn chị? Cậu chọn hay Gia Đi chọn? Cậu ngồi yên đi, vị trí này của cậu rất tốt. Cậu ngồi đó, tốt nhất ngồi cả ngày được cử động, sau đó tạo dáng đi. Giơ lên. Nào, như này. Như này cậu sẽ phát đạt, hiểu không? Vị trí này. Đúng đúng đúng. Tài vị, đúng vậy. Chơi mặt trược, đấu địa chủ, Đức Châu thế nào? Tối nay gọi điện hẹn bạn đi. Càng ngày cậu càng thuận lợi đó. Kết thúc cuộc sống ba mẹ cuối tuần thế nào? Có cảm tưởng thế nào? Thật ra cái đó cũng chẳng có gì. Chủ yếu là các bà vợ không gây chuyện nữa, mọi người bình yên là được. Cậu hiểu anh đấy. Nhưng để mà nói, lúc gây chuyện thì mong bình yên, lúc bình yên thì lại thấy thiếu thiếu gì đó. Nhạt nhẽo quá. Hay là hôm khác mình đi. Anh định làm gì? Anh định làm gì? Không làm gì cả. Chụp ảnh thôi, cậu tưởng là gì? Em nói anh biết, anh đừng có phúc mà không biết hưởng. Bây giờ thù địch tốt biết bao, bỏ việc rồi, chuyên tâm chăm chồng chăm con, còn chuẩn bị sinh đứa thứ hai nữa. Anh còn muốn cái gì chưa hài lòng sao? Anh muốn gì? Cậu sao vậy? Ta dạy giáo sư giáo huấn anh. Em trai, anh đã giác ngộ hoàn toàn rồi, anh biết sai rồi. Anh cũng biết anh nợ vợ anh rất nhiều. Cô ấy vì anh mà từ chức, còn chuẩn bị sinh đứa thứ hai, thì anh phải cố gắng làm việc, phải kiếm thật nhiều tiền. Anh phải làm Warren Buffett thứ hai, anh phải làm thần chứng khoán, để mấy mẹ con có một cuộc sống hạnh phúc, để thực hiện lý tưởng cao cả. Anh đã đặt ra những mục tiêu nhỏ. Đầu tiên là kiếm 1 tỷ đã. Cậu thấy sao? Mục tiêu này hơi nhỏ, nhưng chuyện gì cũng có khởi đầu. Không sai, ủng hộ anh. Cậu ủng hộ, em ủng hộ anh. Vậy cho anh vay 1 tỷ làm vốn trước đi. 3 tỷ đi. 3 tỷ, không sao cho vay. Cậu đang nói đến tiền sao? Không thì sao? Ngày vui. Nào, kỷ niệm một cái. Xem đi. Thiệu Buffer 1 tỷ. 1 tỷ Thiệu Buffer. Tốt nào. Ba ơi, bà ngoại bảo ra ăn cơm. Nào ra ngay. Đi nào, đi. Chụp đẹp không anh xem? Bọng mắt hơi to đấy, kỹ thuật cậu kém đi à. Ngủ đúng giờ đi. Nào nào, chúc mừng. Cảm ơn. Gia Đi đâu? Đang gọi điện trong phòng. Gọi nó rồi, bảo là sẽ ra ngay, không cần đợi. Mọi người ăn trước đi. Đừng, bà chủ không có mặt sao được. Đợi lát đi, vậy đợi thêm lát nữa. Con đi xem cô ấy. Mau lên nhé. Mọi người ăn trước đi. Gia Đi thật là. Giờ anh đấy. Anh cho tôi nửa tiếng được không? 20 phút cũng được. Vẫn không được sao? Vậy thì 10 phút cũng được. Ăn cơm đi. Chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với các anh. Anh biết ba xa bọn tôi đợi bao lâu rồi không? Chúng tôi rất mong chờ lần hợp tác này. Anh hãy.
5 phút thôi. Được, được, vậy tôi đợi điện thoại của anh. Cảm ơn. Đi. Thôi anh đừng giục nữa, không thấy em đang làm việc sao? Ăn cơm xong rồi làm cũng được mà. Hôm nay em làm bà chủ, bắt mọi người đợi vậy sao được? Em biết rồi, khách hàng lần này rất quan trọng với em. Anh có biết quý sau ba ra sẽ mời ai làm người đại diện không? Ai? Thần tượng thiếu nữ của em, TBYS. Đúng. Nên lần này kiểu gì cũng phải mời được họ. Được rồi, mọi người đang đợi em, mau ra đi. Đang đợi điện thoại mà, mau lên. Được rồi. Xong rồi, ra ngay đây. Được. Đến rồi. Xin lỗi mọi người, ra rồi. Đợi lâu rồi. Nào, bắt đầu thôi. Nào, chúc mừng Chi Diễn và Gia Ni có nhà mới. Nào, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cậu mở. Được. Anh nào chúc mừng. Xin lỗi mọi người, con có cuộc điện thoại quan trọng. Phải nghe, mọi người ăn trước đi, không cần đợi con. Bận quá, mọi người ăn trước đi. Dạ. Con gái tôi càng ngày càng bận nhiều việc, ăn bữa cơm cũng không yên. Đúng là hết cách. Bận mới tốt, chứng tỏ sự nghiệp thăng tiến. Tốt gì mà tốt. Phụ nữ phải ưu tiên việc nhà hơn hết. Như thù địch tốt biết mấy. Lần này Đa Đa đến, trông béo lên thấy rõ. Sắc mặt cũng tốt hơn. Chẳng được mẹ chăm sóc tốt quá còn gì. Đúng không? Cậu ơi, cháu mới hết cách, cháu còn đang ngưỡng mộ dây đi. Ngưỡng mộ nó làm gì? Nào, ăn nhiều vào. Nào Hiên Hiên. Nào, cháu thích ăn nhất này. Đa Đa cũng ăn đi. Hiên Hiên ăn cái này. Đa Đa. Nào cháu nói cảm ơn đi. Cảm ơn bà, không có gì. Được, ăn đi. Gặp luôn bây giờ sao? Tất nhiên là được, anh cho tôi nửa tiếng tôi sẽ đi ngay. Được, lát nữa gặp. Em đi đâu vậy? Em đi gặp khách hàng. Cả nhà đang đợi bên ngoài. Chiều nay em còn đưa Huy Hiên đến lúc học thêm. Em biết rồi, nhưng mà khách hàng này khá quan trọng với em. Em hẹn bao nhiêu lần này người ta đã chịu hẹn gặp em rồi. Em phải đi. Nhưng mà hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Ông xã, công ty có nghỉ nhưng khách hàng không cho em nghỉ. Em buộc phải đi. Khách hàng này rất quan trọng. Em mong chờ khách hàng này lâu lắm rồi. Ông xã phiền anh tiếp đãi mọi người. Em đi đây. Em yêu anh. Chiều nay còn cả đống tài liệu cần xử lý. Không sao. Khi nào Hiên Hiên đi học anh sẽ có thời gian xử lý. Anh làm được mà. Hiên Hiên, con không ra tiễn chị sao? Con sao vậy? Chị Diễm, chiều nay con bận thì cứ làm đi. Lát nữa để ba đưa Hiên Hiên đến lớp năng khiếu cho. Hiên Hiên, hôm nay ông ngoại đưa cháu đi thế nào? Không muốn, cháu muốn mẹ cháu đưa đi. Mẹ cháu đi công việc rồi, cháu muốn mẹ đưa đi. Hiên Hiên không được, nói với ông như vậy. Thằng bé này không ngoan chút nào. Cháu làm sao để ba đưa con đi? Con còn có việc cứ đi làm đi. Không sao. Để ba đưa đi. Không sao đâu ba. Ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Được, vậy con đi nhé. Đi nào. Đánh cái mông này. Như này. Alo Tony, tôi đến rồi. Các anh đang ở đâu vậy? Bộ ảnh phương gương của chúng tôi vẫn chưa chụp xong. Không sao, tôi ở đây đợi anh. Được. Ok.
Alo, Tony, bên anh sao rồi? Chụp xong chưa? Vô gù bên tôi vẫn chưa chụp xong. Nãy anh nói 2 tiếng thôi mà. Tôi ở đây đợi anh 4 tiếng rồi. Tóm lại là chưa chụp xong. Này, tôi đã đợi anh cả buổi chiều rồi. Anh phải cho tôi một cái hẹn nhất định đi. Chưa rõ, cô đợi thêm đi. Vậy nhá. Alo. Tôi đợi thêm đi. Trêu tôi sao? Đồ thần kinh. Phục vụ, cho tôi thêm ly ở Americano nữa. Chào anh, anh là ba của Du Chứng Hiên phải không? Phải, tôi muốn nói với anh về tình hình của Hiên Hiên. Được. Mời đi bên này. Ba Hiên Hiên dạo này bận lắm sao? Phải, đúng là khá bận. Tôi hiểu, tháng 9 năm nay Hiên Hiên sẽ lên tiểu học phải không? Phải là như vậy. Khi Hiên cùng với 5 bạn khác trong lớp, năm nay cũng sẽ vào lớp 1. Cô giáo chúng tôi đã bổ sung một số kế hoạch cho buổi phỏng vấn vào tiểu học. Nên trong quá trình này, phát hiện Hiên Hiên có chút vấn đề. Vấn đề gì? Khả năng nói tiếng Anh của Hiên Hiên hơi kém so với những bạn khác. Nếu anh chị muốn đăng ký trường tốt thì cần phải cải thiện khả năng của Hiên Hiên. Cô giáo, Hiên Hiên còn nhỏ như vậy, tiếng Trung còn chưa nói sỏi. Bây giờ bắt nó nói tiếng Anh thật tốt, thật lưu loát, hình như không thực tế lắm. Ba Hiên Hiên, anh chị rất bận đúng không? Thằng bé là do ông bà nuôi sao? Đúng vậy. Ba Hiên Hiên, có thể anh là người ba có tư tưởng khá thoáng. Là như vậy, hiện tại cạnh tranh vào lớp 1 rất khốc liệt. Con gái tôi học trường tư, mẫu giáo tư, đều là giáo viên nước ngoài dạy. Ngày đầu tiên nó đi học, học toàn bằng tiếng Anh. Nó về nói với tôi là nó không hiểu gì. Tôi đến gặp cô giáo nói với tôi, trong những học sinh lớp họ, ở nhà, ít nhất có ba hoặc mẹ sẽ nói chuyện với con bằng tiếng Anh. Ba Hiên Hiên, Hiên Hiên phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt. Về mặt này chúng ta không nên lơ là. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Cảm ơn. Ba ơi. Hiên Hiên, tan học rồi sao? Hôm nay học có vui không? Vừa gật vừa lắc là sao? Hôm nay vừa vui lại vừa buồn. Sao lại buồn? Có lúc cô bảo con trả lời con không trả lời được. Không sao, bình thường. Sau này ba mẹ ở nhà sẽ luyện tập với con nhiều hơn. Sau này con đi học là sẽ trả lời được, đúng không? Hiên Hiên, từ bây giờ chúng ta sẽ thiết kế một trò chơi gọi là ngày hoạt động tiếng Anh. Nếu hôm đó chúng ta chỉ cần vào đến cửa nhà là mọi người phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, được không? Thật sao? Vậy thì hay quá. Được, vậy quyết định vậy nhé. Đi thôi. Ba, mẹ, ngủ rồi sao? Vất vả rồi, nào đưa ba. Cảm ơn ba. Chắc chiều nay chơi mệt quá. Dài Ni đã về chưa? Vừa gọi điện cho mẹ bảo là tối nay không về ăn cơm tối. Con xem có lạ không? Người khác làm lãnh đạo càng ngày càng rảnh rang, nó thì hay rồi, càng ngày càng bận. Con xem có chuyện gì không thể để cấp dưới đi làm được chứ? Dài Ni chỉ thích việc gì cũng tự mình làm. Nào, đưa ba đi. Đưa thằng bé cho ba mẹ. Con đi nằm nghỉ một lát đi. Lát nữa con ăn cơm. Dạ được, ba cẩn thận. Từ từ thôi. Không sao. Cẩn thận, được. Được rồi. Tôi đưa nó đi ngủ.
Con nghỉ ngơi đi. Vẫn chưa xong việc sao? Ừ, phải dõi theo. Em nói anh nghe, sáng mai anh phải đi cùng em đi họp phụ huynh lớp Đa Đa, bàn về chuyện tăng giá bữa trưa. Cái gì chứ? Tăng giá bữa trưa là sao? Là ban chi hội phụ huynh muốn bị quyết lại. Mấy giờ nhỉ? 9 giờ sáng. 9 giờ sao? Anh làm xong cái này là được đi ngủ có mấy tiếng thôi. Em đi đi, anh có hiểu gì cái đó đâu. Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải bỏ phiếu nữa. Phiếu của anh rất quan trọng. Làm gì vậy, bầu tổng thống hay sao phải bỏ phiếu? Tăng giá cũng được, mình cứ phối hợp theo là được. Bao nhiêu tiền đâu? Vấn đề không phải tăng giá, tăng tiền được thôi. Nhưng chất lượng và bữa ăn thì phải nâng cao lên. Hơn nữa, em nói anh nghe, ngày mai hiệu trưởng cũng đến dự. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội gì? Anh ngốc sao? Đa Đa nhà mình sắp lên tiểu học rồi. Nếu có thể thuyết phục được hiệu trưởng viết cho mình cái thư giới thiệu thì sẽ tiện cho Đa Đa vào tiểu học hơn. Lần trước chẳng phải nói rồi sao? Thi vào trường tư mà. Vậy sao còn phải nộp vào trường công? Anh phải có hai phương án chứ. Có trường công làm tốt hơn thì sao phải học trường tư? Ngày mai anh phối hợp với em đi được không? Anh cũng phải quan tâm chuyện con cái chứ. Được được được, anh không ngủ nữa. Đã được chưa, anh đến đó luôn. Anh phải ngủ chứ, đi ngủ sớm đi. Làm lúc nào chẳng được. Em đi ngủ trước đây. Ừ, đừng thức muộn quá đấy. Chào cô à, tôi đi. Xin lỗi cô, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Tôi xin lỗi, tôi gọi cuộc điện thoại đã. Dạ được, cảm ơn. Alo, tôi đi. Xin hỏi buổi chụp hình hôm nay của các anh đã xong chưa? Xong rồi. Thật à, tốt quá. Khi nào thì anh đến đây? Đến đâu? Quán cà phê, tôi đợi anh cả ngày rồi. Hôm nay không được rồi, cậu chủ của bọn tôi đã đáp máy bay chuyến muộn đi Hồng Kông từ một tiếng trước rồi. Tôi phải đi theo làm tóc. Bay Hồng Kông sao? Nhưng hôm nay chúng ta đã hẹn nhau, tôi đợi anh ở đây cả ngày rồi. Đành chịu thôi, công ty sắp xếp bất ngờ như vậy, tôi đâu dám cãi lại. Sếp tổng chứ. Rồi, không sao, nói tôi nghe anh đang ở đâu, tôi qua đó được chưa? Đang cơm không tiện. Tôi thấy hay để hôm khác đi. Vậy xin hỏi hôm khác của anh là hôm nào? Hôm khác thì hôm nào anh tiện? Trước mắt chưa rõ. Lần sau đến Thượng Hải tôi sẽ liên lạc với bên cô sau. Vậy nhé, bye bye. Alo. Alo. Tôi xin lỗi. Tôi đi ngay đây. Anh làm gì vậy? Sao vẫn chưa ngủ? Em nói xem.
Anh biết nói gì với em đây? Vậy thì đừng nói nữa, đừng hòng. Triệu Giang đi, hôm nay là ngày chúng ta vào nhà mới đó. Em chỉ mãi làm bỏ lại cả gia đình, con cũng mặc kệ, vậy mà được sao? Không sao, toàn là người nhà mình, có phải người ngoài đâu. Bà xã, anh biết em rất bận việc, anh biết em là bất đắc dĩ, nhưng anh mong em có thể cân bằng giữa gia đình và công việc được không? Ở nhà hãy chuyên tâm làm người mẹ tốt, người con tốt, người vợ tốt, được không? Được rồi, em biết sai rồi, em xin lỗi. Công việc hôm nay bạn có thuận lợi không? Anh đừng nhắc chuyện đó với em nữa, em chỉ muốn giết chết tên Tony đó. Tony nào? Người quản lý của TPYS đó. Em nói anh nghe, em hẹn anh ta từ 3 tháng trước, anh biết không? Chỉ muốn hẹn gặp anh ta bàn về chuyện người đại diện. Kết quả hôm nay ba thành viên đến Thượng Hải chụp trang bìa, nói bọn em có thể gặp nhau. Kết quả thì sao chứ? Em đợi anh ta nguyên một ngày, cuối cùng nói gì với em là công ty sắp xếp họ đi Hồng Kông làm tóc, không đến được, không gặp được. Vậy là sao chứ? Địch dẫn mặt em sao? Tức chết đi được mà. Làm tóc mà phải tới tận Thượng Hải, rõ ràng là kiếm cớ. Người ta đang nổi, người ta nhiều tài nguyên, không thiếu gì đơn hàng của em đâu. Anh nhiều tài nguyên, nói luôn là không nhận đi đúng không? Không nhận là được rồi, từ chối thẳng thừng đi. Anh ta thì không, không đồng ý cũng không nhận lời, cho em leo cây như vậy. Nghĩ là sao? Sát giờ gặp rồi lại cho em leo cây. Gặp nhau một cái thì chết sao đúng không? Sự tôn trọng tối thiểu cũng không có. Em tức chết đi được. Em nói anh nghe, em không nuốt trôi cục tức này. Em phải ký hợp đồng với họ làm bên A của họ. Việc gì phải vậy? Không được, phải ký bằng được. Đây là quà gặp mặt em dành cho giám đốc mới. Giám đốc mới đến sao? Là lịch thế nào? Không rõ. Vậy em phải giành được hợp đồng người đại diện này. Đến khi đó giám đốc mới của bọn em chắc chắn sẽ nhìn em bằng con mắt khác. Em không thể để Bạch Khiết giành mất cơ hội này. Ông xã, vì vậy thời gian sắp tới em khá bận. Bây giờ em đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu 24/24, nhất là trong tháng này. Anh thông cảm cho em đi. Anh yên tâm, chỉ cần em giành được hợp đồng này, sau này ở công ty chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau này em chỉ cần phát lệnh là được, không còn bận như vậy nữa, được không? Anh cố gắng vậy. Còn nữa, anh nói với em chuyện này. Hôm nay cô giáo dạy tiếng Anh của Hiên Hiên đã nói chuyện với anh. Sao vậy? Lại nộp tiền sao? Không phải. Hiên Hiên sắp phải đi phỏng vấn vào lớp 1. Cô giáo nói với anh, trình độ tiếng Anh hiện tại của Hiên Hiên chắc sẽ bị người ta loại khỏi vòng phỏng vấn. Có nói quá không? Đúng là nói như vậy đó. Những trường đó đã sắp xếp chương trình học cho buổi phỏng vấn, nhưng bắt buộc phụ huynh phải phối hợp. Được, phối hợp thì phối hợp. Phối hợp có nghĩa là chúng ta phải dành thời gian dạy kèm con ở nhà. Thì vậy, vậy như thế nào? Không phải nói miệng suông đâu, phải hành động thực tế. Em làm được không? Rồi, em biết rồi. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, hôm khác nói chuyện này. Mau đi tắm đi, rồi còn đi ngủ, mau lên. Ông xã. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, sao vậy Hiên Hiên? Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ chuẩn bị quà chưa? Hôm nay là sinh nhật con sao? Con yêu, mẹ chuẩn bị quà chưa à? Mấy hôm nay công việc của mẹ bận quá, nhưng mà mẹ hứa với con, hôm nay mẹ sẽ mua cho con. Tối nay mẹ đưa cho con được không? Quà không phải là của con, quà là để tặng cho các bạn trong lớp con. Mẹ biết rồi, mau ra rửa mặt nào. Lớp mẫu giáo của cháu lạ thật đó. Sinh nhật của cháu sao lại phải tặng quà cho các bạn khác? Quy tắc gì vậy? Các bạn khác cũng sẽ như vậy. Sinh nhật các bạn cũng tặng quà cho cháu.
Mẹ ơi, vậy mẹ đã chuẩn bị quà chưa? Mẹ hứa với con hôm nay mẹ sẽ đi mua. Ngày mai sẽ đem đến trường Hi Hi Chi cho các bạn được không? Không được. Hôm qua con nói các bạn rồi, hôm nay sẽ tặng quà. Không có quà con không đi học đâu. Sao lại không đi học? Thằng bé này, con còn đại náo thiên cung nữa sao? Bảo mẹ cháu đi mua luôn bây giờ đi, yên nào. Được rồi, mẹ sợ con rồi, mua mua. Mau đi mua, được rồi. Ông tướng của tôi à, không có quà con sẽ không đến trường. Không có quà con không đi học đâu. Được rồi, mua mua. Đi mua luôn. Mua.